Hôm nay Tuấn cùng các bác đến với lại buổi live stream giới thiệu MacBook các bác nhé. Đây, ngon bổ rẻ cho các bác. Bác nhìn không? Nhưng mà khổ quá, quả táo này lại bị người khác cắn mất một miếng rồi. Đây, thôi các bác ạ, táo cắn dở. Đẹp không bác? Còn này mà các bác còn trên thì bó tay luôn đúng không ạ? Hết nước chấm đúng không? Con này phải nói là hết nước chấm luôn. Cấu hình mạnh, con này cấu hình mạnh khủng luôn ạ. Đây các bác nào đang ở phía sau này, bên dán này là dán cái băng dính này vào để bọc cái camera, bảo vệ camera vào đây này, để khi đi xếp chồng những cái iPad vào với nhau để nó tránh bị xô dịch đấy, nó tránh bị sởi chảy xước cái mạch này. Đấy, thôi. Ok chưa? Hoặc là em cứ để như thế, buổi khi đi cho các bác thì em mới bóc, cứ để như thế để mình có xếp chồng lẫn nhau thì nó không bị xô bị kẹt vào nhau. Không, các bác lại bảo tại sao lại có đấy vấn đề đấy đúng không? Những con iPad này thì chẳng biết là khen cái gì nữa bác ạ, bởi vì là cấu hình nó quá khủng cho bác rồi. À đây, đây em vào em giới thiệu cho bác luôn nhé. Giới thiệu cho bác con iPad này, con gì đây? Này, giới thiệu máy này. iPad của Tuấn Phú Thọ thì không nói rồi, cái phần này không nói rồi. Đấy. Con này phiên bản lên 14.7 rồi, nó có thể lên 15 nữa thoải mái các bạn. Con này là con iPad Pro 9.7 inch, iPad Pro 9.7 nhé. Đây, tên của nó đằng sau đây. Đây, Pro 9.7. Con này là chạy được cả SIM. Con này có SIM, các bác nhìn khe SIM chưa? Đấy, đây khe SIM đây. Đây. Nhìn khe SIM chưa? Khe cắm SIM. Chạy được cả SIM và Wi-Fi. Ở phía bên này của em nó thì nó có nút volume tăng giảm âm lượng này. Đây, nút volume tăng giảm âm lượng. Đấy, còn đây là mic. Camera đây là cam này, cam này. Khi bóc nó ra bác nhìn thấy camera chưa? Đấy. Camera này thì các em thường xuyên dán như này để nó bảo vệ, nó chống bị đi, nó chồng nhiều camera với nhau hoặc là máy vào nhau nó kỵ nó xước ấy, bảo vệ. Đấy gọi là bảo vệ để nguyên đấy. Đấy. À, con này có bộ nhớ 32GB. Có nhìn chưa? Bộ nhớ của em nó 32GB. Đây. Phiên bản của nó là Zia nhá. Zia ok chưa? Đấy. Con này các bác có thể xoay dựng, xoay đứng, xoay kiểu nào, bác xoay kiểu này xoay. Riêng đối với lại đời 9.7 Pro này, màn hình chất lượng siêu nét. Xem 4K thì phải phê luôn. Đấy. Siêu nét luôn. Chất lượng âm thanh thì dòng này không thể chê được ạ. Bác biết tại sao? 4 loa này. Con này 4 loa bác nhé. Đây, 2 loa này, 1 loa này, 2 loa này. Đằng đầu trên này này. 2 loa nữa. Đó, là 4 loa luôn. Và riêng đặc biệt là tất cả những dòng iPad thì họ không quên, họ vẫn giữ lại cái jack cắm 3.5 này. Cái jack 3.5 này rất là quan trọng đấy bác ạ. Có nhiều người thì không nắm được đâu, có khi các bác các chú có một số người là không nghe nhạc ấy, thì các bác không biết được cái độ quan trọng của nó như nào. Khi nghe nhạc bắt buộc phải có cái jack cắm 3.5 đấy thì chất lượng âm thanh nó mới hay. Già nó hay. Chứ bây giờ những cái jack cắm, ví dụ như những cái jack đời mới, ví dụ như là jack đời mới như này chẳng hạn, cái jack này mà nó không có cái lỗ này thì bắt buộc lại phải một cái bộ chuyển đổi. Mà khi dùng cái bộ chuyển đổi nó không xịn, để nó chuyển đổi ra 3.5 thì tóm lại là nó lại tự nhiên nó suy chất lượng âm thanh. Nhưng tất cả hầu như là dòng iPad nó MacBook, họ hầu như họ không bỏ cái món đấy, không bỏ đấy. Con này có số lượng sạc này. Không bỏ cái món đấy. Chưa, 4 loa luôn ạ. Nghe nhạc phê lắm. Quá phê luôn ạ. Dòng này mà các bác lại bảo vào xem này. Này, em gõ là 4 này. K. K video cho bác luôn đấy. Vào mầm luôn bác ạ. Những con máy này thì chả biết khen mới chê cái gì đâu bác ạ. Bởi vì nó tốc độ nó quá nhanh luôn. Không phải khen mới chê cái gì nữa. Như vậy là quá đỉnh rồi bác ạ. Đây này, còn 8K luôn này. Ngày mới, bạn có gì mới không? Mình có áo mới. 8K luôn, loà phê. 8K đấy.
Video 8K bác nhé. Này. Video 8K. Video 8K mà mở máy nó chạy nó không có độ trễ. Các bác mua tặng bố mẹ anh em hoặc mua cho mình những con này thì báo cáo. Con này cấu hình nó quá khủng rồi mà giá nó cũng không cao bác ạ. 3.999.000 gọi là 4 triệu đi. 4 triệu mấy bác nào lấy thêm sạc là 100.000 thêm vỏ bao da cho nó nữa. Vỏ bao da 200 nữa là tổng là thêm 300.000 nữa là cả vỏ bao da và cả sạc. Vậy thôi. Đấy. Đây là con Mac con iPad này, iPad Pro 9.7 chạy được cả SIM nhé. Con này nhớ có bản này có SIM luôn. SIM và lại 32GB chạy SIM 4G và Wi-Fi, không có độ trễ luôn. Quá phê luôn. Rồi em tới chào các bác. Như vậy là quá đủ rồi. Không cần 8K nó còn chạy mầm như thế nữa. Rồi, hẹn các bác clip sau nhé. Phê chưa? Quá phê luôn đúng không ạ? Phải nói quá phê.